phao phao in và khi tận giờ khi thì uli phao phao phần cổ đại ở mẹ anh nhụt nhụt lọ rất tuyệt vời. Đi vào rừng sâu các bạn ơi. Ngày cứ tuần đi câu cá ở suối đất mà nghe. Bên này là ruộng người ta đây. Rừng thôn ba. Có vẻ rất chuyên nghiệp. Để xe win nhá. Đường xuống biển. Cái kiếm cá mà cũng khó như vậy. Vừa giải trí vừa chim bồ nhọc. Rất là tuyệt vời. Đỉnh đồi rồi các bạn. Nhất hai là cái đỉnh. Clip này từ dạo à đây là pizza dạo dạo đây dạo cái tí đây các bạn é vì pro loại vì đây cọ gì đây ờ đây chợ bạn ơi đây là trái chua nhá. Đến mùa Tết là nó mùa Tết là ăn cái này đúng bài giảm béo đúng. Hấp dẫn mà. Quả ra dao các bạn. Cái trái này là cái này là chưa nó chưa chín các bạn. À, mình lấy mang về để tí mình về ăn với muối. Rất là chua. Mà đi vào rừng câu cá các bạn. Cách đây mấy năm anh em này cũng đi ở vùng. Hôm nay là mình đi câu cá ở chậm ngang nhé. Đi không tôi sẽ cho công tác nữa. Đừng là đi phượt thật các bạn. Người kia đi nhanh quá, mình đi một mình sao? Bây giờ tới nơi rồi các bạn. Bây giờ chuẩn bị ngồi thôi, ngồi câu cá. Tạ ung
lít quậy mày mày là thôi có cần thế sẽ cần mà nó trao lưỡi thì tạo chút uống rồi ăn cái lợn tạm phao phao in và khi tận giờ thì chị uli phao phao phần cổ đại ạ đẹp thì giờ ý chị cả cái túi đậu cột thương ăn trời cá cô tùy đi tùy rể camera bạc được rất nhiều rồi các bạn ấy. Được 10, gần 30 con rồi các bạn. Có cả con cua nữa. À. Đây. Đây cá rô phi. Con tàu có cả cua. Ôi giời. Đấy được này các bạn. Rất tuyệt vời. Mình sẽ đi dạo một vòng, đi lên trên thác các bạn xem nha. Trời. Có tiếng sư rất khoát các bạn. Đấy, các bạn nghe tiếng sư như tai không? Này là gọi là thịt bò các bạn. Nó ăn rất là ngon nha. Tí là mình sẽ lấy dao. Mình sẽ chặt đi chặt nó để mà tối nay để ăn nha. Cái này gọi là thuốc các bạn nhé. Cái này là gọi là thuốc đấy. Cái này cũng ăn được. Tí là mình sẽ hái
mang về. Cái này nấu với cá nha. Cũng trưa rồi các bạn, bây giờ anh em đi về thôi, được 2 kg 3 kg rồi. Đấy, đi về với lượng thêm mẹ mình ta đi để cọ lòng lòng tạ nữa tạ là như cái tên liền không về rồi không về. Xin chào các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau. Hết giờ rồi, 12 giờ trưa rồi. Giờ phải về thôi các bạn. Về chiều nay có việc nhà nữa.